Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình nha. Rồi thì hôm nay thì cũng đã tới ngày mình lãnh tiền YouTube nha các bạn. Thì đây là cái lần đầu tiên mình lãnh tiền YouTube luôn. Vì thế là mình sẽ quay video lại để mà nói chung là quay video lại làm kỷ niệm. Đấy, lần đầu tiên lãnh tiền YouTube thì xem nó có còn cái khó khăn hay là rắc rối gì nữa không nha. Tại vì trong quá trình mình làm YouTube thì gặp khá là nhiều khó khăn từ cái tài khoản nhận tiền này cho đến việc là chạy quảng cáo video đồ khá là khó khăn rồi. Thì bây giờ là mình đủ cái ngưỡng là 100 đô các bạn. Tại vì trên này thì phải đủ 100 đô. Thì trên bên Google này nó mới cho là rút tiền các bạn. Thì mình được tới 129 đô rồi. Thì YouTube nó đã thanh toán cho mình ngày 22 rồi. Mà tới hôm nay mình mới nhận được. Tại vì nó thanh toán cho mình là trước Tết các bạn. Rồi nó thanh toán ngay cái ngày mà ngân hàng nó đóng cửa. Ủa nó nghỉ đi mà nghỉ Tết luôn á. Cho nên là phải qua Tết vài tuần nữa. Thì tới ngày hôm nay thì mình mới nhận tiền được. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu ra ngoài ngân hàng để nhận nha. Cái này là mình nhận cái thanh toán là qua Western nha các bạn. Đó. Thì bây giờ mình sẽ ra ngân hàng chỗ nào mà có cái bảng Western á thì mình sẽ vào đó mình nhận nha. Rồi và mình tí mình nhận tiền về thì xem là mình sẽ được bao nhiêu tiền các bạn. Rồi đồng thời là mình cũng chia sẻ một vài cái ý nhỏ nhỏ cho những bạn nào mà muốn làm YouTube rồi đó thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một vài ý nhỏ nhỏ nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu ra ngân hàng và nhận tiền từ YouTube nha các bạn. Ok, let's go. Hello, xin chào các bạn nha. Thì nói chung thì mình mới đi ra ngân hàng, mình rút tiền về. Rồi, và số tiền mình rút được trong cái lần đầu tiên mà mình đi nhận tiền từ YouTube á, là nó sẽ có được là 3 triệu. Thì trên hệ thống nó báo là 129 đô. Thì ra ngân hàng mấy chị đó tính sau đó thì nó ra chẳng 3 triệu luôn các bạn. Đấy, rồi thì thì mình ngồi đây mình sẽ là chém gió một tí về cái rút tiền của YouTube này. Đó, và những cái khó khăn mà trong quá trình mình làm YouTube cũng như là chia sẻ một vài cái nhỏ nhỏ cho những bạn nào mà có dự định làm YouTube đồ đó kìa mà hoặc là kiếm tiền từ YouTube rồi đó thì các bạn có thể tham khảo cái video của mình. Đấy, mình chỉ nói chia sẻ những cái nhỏ nhỏ thôi. Dưới tư cách là một kênh YouTube 10.000 sub thôi nha. Đó, 10.000 sub thôi. Thì mình biết gì thì mình chia sẻ cho các bạn. Đấy, thì mình hy vọng là những cái chia sẻ của mình thì sẽ giúp cho những bạn nào mà chuẩn bị làm YouTube rồi đó thì các bạn sẽ có thêm nhiều cái kinh nghiệm hơn cũng như là có thể là kiếm tiền YouTube nó dễ dàng hơn nha. Rồi, ở các bạn nào mà không thích cái video chia sẻ làm vlog như thế này thì các bạn có thể gọi là thoát ra và xem những video chia sẻ về hamster của mình nha. Và mình nhận tiền này thì chắc chắn là có một vài bạn sẽ thắc mắc rằng thằng này nó nói sao nó nhận tiền YouTube mà nó không có cái miếng giấy gọi là Western. Đấy, cái miếng giấy mà nhận tiền từ bên ngân hàng á, chuyển tiền từ nước ngoài về đó. Thì mình vẫn chọn cái hình thức nhận tiền ở trên Google AdSense là hình thức Western. Nhưng mà nghe cái là cái chính sách mới của nhà nước Việt Nam mình á là không có cho nhận tiền
trực tiếp từ quầy ở bên ngân hàng qua Western, đặc biệt là tiền từ Google gửi về á, thì nó sẽ không có cho nhận trực tiếp ở ngoài quầy dịch vụ, mà các bạn phải đăng ký một cái tài khoản gọi là banking nhận tiền ở trên internet á. Thì bởi vậy là mình phải tạo một cái mở 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 cái tài khoản ở bên ngân hàng Aribank đấy, mình đi mấy ngân hàng luôn mà chỉ có ngân hàng ra Aribank là nó cho mình rút nha. Đấy, mình mở một cái tài khoản Aribank, mở mở một cái thẻ Aribank và mình đăng ký dịch vụ rút tiền ở trên internet thì mình mới rút được tiền, còn mà đưa tiền tươi ở ngoài á thì mấy chị nhân viên nó không cho lấy đấy. Thì cái này theo mình nghĩ là nhà nước của mình á, thì sẽ là chuẩn bị thu tiền thuế đối với những YouTuber nào mà làm nhiều tiền vài chục triệu, vài trăm triệu gì tháng đó, nước ta sẽ thu phí hoặc là thu tiền thuế gì đó, theo mình biết là vậy. Còn những YouTuber nhỏ nhỏ như mình nhận mấy tháng nhận vài triệu như mình thì nói chung thì hình như là cũng không có những thu phí là thu tiền thuế gì đâu. Thì đó là những cái khó khăn cuối cùng. Còn những cái khó khăn mà đầu tiên mà mình tạo tài khoản Google rồi kiếm tiền trên YouTube đồ thì nói chung là vô vàn luôn. Và mình rất may mắn là mình đã làm YouTube và mình đã nhận được những cái đồng tiền từ việc quảng cáo trên YouTube, là mình cảm thấy mình khá là may mắn rồi. Có nhiều người người ta làm thì người ta gặp rất là nhiều trở ngại. Trở ngại mà mình thấy nhiều nhất mà những YouTuber người ta khác mà người ta làm á là thứ nhất là không bật được quảng cáo trên YouTube. Đó, nó bị sao đó mà cái ông YouTube ổng cho bật quảng cáo là cái thứ nhất. Cái thứ hai là không nhận được cái mã pin. Đây, cái mã pin là cái mã này nha các bạn. Ở đây mình tới hai cái tài khoản, là một cái tài khoản cũ của mình thì đã bị mất rồi, một cái tài khoản mới thì cái tài khoản này mình đang rút tiền. Cái tài khoản này thì cái mã pin này thì nó gửi qua đường bưu điện, mà cũng có khá là nhiều YouTuber làm, nhưng mà khi mà yêu cầu gửi cái mã pin này về thì không nhận được, không nhận được cái miếng giấy này thì tất nhiên là không có cái mã ở trong đây. Thì không có cái mã trong đây thì tất nhiên là trong cái tài khoản có bao nhiêu tiền thì các bạn cũng vẫn không rút được tiền đó. Thì mình khá là may mắn là gửi hai lần hai cái mã thì mình đều nhận được hết, đó là cái may mắn thứ hai của mình rồi. Và cái may mắn thứ ba là mình được nhiều bạn ủng hộ cũng như là xem quảng cáo đồ thì mình có 3 triệu đồng cầm trong tay cho nó vui. Rồi còn về cái khó khăn mà ở đầu video mình có nói á, là có tạo một cái tài khoản Google AdSense để mà tiền YouTube nó cộng vào á, nhưng mà lúc mà mình mới tạo á thì lúc đó mình cũng còn khá là nhỏ cho nên là mình không có rành gì lắm, với lại mới làm YouTube mà đâu có rành gì đâu, vì thế là mình đã bị mất cái TA đó và mình rất là nản. Và mình hầu như là trong cái khoảng thời gian đó là mình làm video với chủ yếu là làm video cho vui thôi đó, làm video chia sẻ rồi cho vui thôi, với lại quảng cáo sản phẩm rồi mình bán hàng cho các bạn thôi, chứ không có ý nghĩ là một chút ý nghĩ gì là kiếm tiền ở trên YouTube hết. Và sau này thì mình lấy mình làm những video mà không có tiền gì hết thì thấy nó rất là nản, tại vì làm một cái bất kỳ một cái gì đó thì nó còn phải là có tiền thì mình mới gọi là duy trì nó được lâu dài, đúng không các bạn? Các bạn có đồng ý cái suy nghĩ này của mình không? Đó, làm bất kỳ gì đó thì nó mà phải có tiền nó mới gọi là duy trì được lâu dài. Cho dù mà các bạn có đam mê tới đâu thì các bạn cũng cái nghề đó phải có tiền thì các bạn mới làm được lâu dài. Còn mà không có tiền thì nói chung là có đam mê tới đâu thì nó cũng gọi là khá nản. Đấy, nói chung là vậy. Và thì sau đó thì mình phải suy nghĩ đi, suy nghĩ lại thì mình cố phải tạo ra một cái tài khoản Google AdSense mới, là cái tài khoản thứ hai. Và cái tài khoản đó may mắn cho mình là mình đã là tham khảo nhiều anh chị làm YouTuber đi trước và người ta chia sẻ đồ đó, các bạn có thể tham khảo thêm ở trên Google hoặc là YouTube, có rất là nhiều người ta đi trước ta chia sẻ rất là hay, bạn cứ tham khảo và làm theo họ thì các bạn sẽ tạo được một cái tài khoản Google để mà nhận tiền đấy. Mình cũng vậy thôi rồi, và đó là những cái khó khăn cũng như là những cái may mắn mà mình đã trải qua trong quá trình từ cái việc mình lập kênh đó đến việc là bật quảng cáo rồi tạo Google AdSense đồ các thứ kiểu. Và cái việc khó khăn nhất là mình thấy là tạo cái Google AdSense nha, tạo Google AdSense thì mình thấy khá là khó. Còn bật kiếm tiền thì kênh của mình cũng khá là lâu rồi đấy, cho nên là bật thì nó cũng khá là dễ thôi. Làm YouTube hoặc là kiếm tiền trên YouTube á, thì nó có khó hay là không thì theo mình á là dưới tư cách là một cái người làm với một cái kênh 10.000 sub thôi nha, thì mình thấy là khó thì nó không có khó lắm, mà dễ thì nó cũng không dễ lắm. Quan trọng là bạn, thứ nhất là bạn phải có đam mê, thứ hai là bạn phải không được nản nha. Đó,
Cái này rất là quan trọng, các bạn mà nản là coi như là không có một đồng nào mà từ YouTube đâu. Tại vì cái việc mà làm YouTube á, là các bạn muốn có tiền thì các bạn không phải là một tháng hay là một ngày hoặc là một tuần gì đâu, mà các bạn phải chờ đợi, phải kiên nhẫn và chờ đợi đấy vài tháng đấy. May mắn á, thì vài tháng, còn mà không được may mắn gì lắm thì khoảng vài năm là chuyện bình thường đó. Chứ không phải như là những cái nghề mà ở ngoài xã hội khác đấy, thì tiền bạc đồ thì nó mỗi tháng, thì ví dụ như các bạn làm công cho một cái shop nào đó thì mỗi tháng người ta sẽ trả tiền cho bạn. Còn làm YouTube này thì các bạn phải tự tìm hiểu và các bạn phải kiên nhẫn, các bạn làm thì nó mới có tiền được, chứ không phải là các bạn muốn vô nhảy vô làm là các bạn có tiền liền đâu. Là những bạn nào mà muốn làm thêm YouTube mà cái nghề tay trái của mình á, thì các bạn phải có một cái nghề tay phải nó vững chắc rồi thì các bạn có thể làm thêm YouTube mà kiếm tiền thêm đó, thì nó sẽ ok hơn. Còn ví dụ như mình mà mình không bán hàng mà mình chỉ làm YouTube không thì chắc chắn là không có tiền ăn bánh luôn các bạn. Đấy, mình kiếm tiền bán hàng đồ thêm, bán hàng đồ thêm thì mình mới có tiền rồi là tiêu xài đồ hàng ngày. Rồi, và cái thứ hai nữa là theo mình thấy là các bạn làm YouTube thì phải có may mắn. Đấy, may mắn nó chiếm một phần khá là quan trọng trong quá trình mà các bạn làm YouTube. Mình thì mình thấy thì mình cũng khá là may mắn là nhận được những cái đồng tiền đầu tiên trên YouTube, là mình thấy mình khá may mắn rồi. Còn việc mà nhận nút bạc đồ thì mình chưa biết bao giờ. Đấy, quan trọng là các bạn ủng hộ mình. Với lại là trong quá trình này mình đi học đồ, mình không có làm ra nhiều video thì mình nghĩ nút bạc thì nó cũng khá là lâu. Đấy, sau khi mình học xong thì có thể là mình làm nhiều video để cho các bạn xem, và rất mong các bạn sẽ ủng hộ tiếp tục mình nha. Rồi, và những bạn nào mà chuẩn bị làm YouTube hoặc là có suy nghĩ là kiếm tiền trên YouTube rồi đó thì các bạn cứ làm đi. Đấy, làm vì đam mê, làm vì cái gì đó, làm vì đồng tiền cũng được. Đấy, có nhiều bạn làm vì tiền, có nhiều bạn làm vì đam mê đó, thì các bạn cứ làm rồi cứ kiên trì học hỏi đồ thêm, tìm kiếm thêm trên Facebook, YouTube rồi đó, thì sẽ có ngày các bạn sẽ nhận được những cái đồng tiền đầu tiên từ YouTube. Và cái cảm giác mà các bạn nhận được những cái đồng tiền đầu tiên từ YouTube á, nó rất là đã các bạn, nó rất là sướng luôn. À, mình đã nhận được những cái đồng tiền đầu tiên từ YouTube thì các bạn sẽ hiểu cảm giác của mình vào lúc này ha. Và số tiền 3 triệu này thì nói chung là số tiền các bạn ủng hộ mình xem video quảng cáo đồ, ủng hộ cho mình, thì mình rất rất cảm ơn các bạn luôn. Số tiền này mình sẽ để dành và đầu tư vào những video tiếp theo. Video của mình thì nói chung là toàn là chia sẻ đồ, với lại làm những cái video rồi trò chơi đồ nhỏ nhỏ, đầu tư không có nhiều. Mình nghĩ 3 triệu này thì nó sẽ là đầu tư được nhiều, cũng khá khá là video đó. Rồi, và cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Thì nếu như mà các bạn thích video rút tiền nữa thì có thể là lần tới mình đi rút lần thứ hai nữa thì mình sẽ quay lại một cái video nữa, và có thể là mình chia sẻ thêm cái gì đó cho các bạn. Thì các bạn nào mà chuẩn bị làm YouTube rồi đó thì các bạn có thể tham khảo video của mình nha. Rồi, và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.